Kính thưa quý ông bà cùng tất cả anh chị em, giờ đây chúng ta bước vào bài học thứ 5 trong loạt bài giáo lý dự tòng để chúng ta hiểu biết Chúa hơn và có thể yêu mến Chúa nhiều hơn. Chúng ta ôn lại bài học thứ 4 ngày hôm qua, Thiên Chúa dựng nên trời đất muôn vật, đó là niềm tin của chúng ta. Rồi Thiên Chúa dựng nên loài người, có nam có nữ. Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Thiên Chúa, có sự khôn ngoan, có tự do, có ý muốn, ước muốn sống đẹp lòng Chúa. Và Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh của Thiên Chúa để con người làm chủ vũ trụ này và làm cho vũ trụ này mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn. Đó là bài học ngày hôm qua dạy cho chúng ta. Đối với niềm tin của Công giáo của chúng ta, tin rằng Thiên Chúa dựng nên trời đất muôn vật này, Thiên Chúa dựng nên con người có xác và hồn. Xác thì có thể sau khi kết thúc trần gian thì xác trở về với bụi đất, còn linh hồn thì thuộc về Thiên Chúa. Đó là bài học ngày hôm qua. Và trong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh thì chúng ta cũng tin rằng là cuối cùng thì chúng ta cũng được sống lại trong con người, cũng được sống lại trong thân Chúa, cũng sẽ phục sinh cả hồn lẫn xác của chúng ta vào trong ngày sau hết. Rồi chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, bài học thứ 5 trong loạt bài giáo lý dự tòng. Đề tựa của bài học ngày hôm nay đó là loài người sa ngã, tức là loài người phạm tội đấy, và lời hứa cứu độ. Một La Mã, lời Chúa: ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó. Đây là đoạn lời Chúa trích trong sách Sáng Thế. Sau khi Adam và Eva phạm tội thì Thiên Chúa phán là Thiên Chúa sẽ gây mối thù giữa mi, tức là giữa Satan á, và con người, và người phụ nữ là với con người, và giữa dòng giống của Satan với dòng giống của một người đàn bà. Chắc đây là ám chỉ đến là mẹ Maria sau này, với dòng giống của mẹ Maria, tức là Đức Giêsu. Tức là Thiên Chúa sẽ có một cái mối thù giữa ma quỷ và con người, và giữa dòng giống của ma quỷ với Đức Giêsu, và Đức Giêsu Kitô đấng sẽ tiêu diệt được cái ma quỷ để cứu loài người chúng ta. Đó là đoạn lời Chúa. Đoạn lời Chúa này cho chúng ta thấy là con người đã sa ngã, đã phạm tội. Thế nhưng khi con người phạm tội thì cũng là lúc là Thiên Chúa có cách ra một cái kế hoạch cứu độ qua việc cho Đức Giêsu đến trần gian này để tiêu diệt ma quỷ và để cứu loài người của chúng ta. Hai La Mã trình bày: loài người có lý trí, tức là có sự khôn ngoan á, có ý chí là có ý muốn, và có tự do nên phải chịu trách nhiệm về mọi hành động của mình. Làm lành thì được thưởng và làm dữ thì bị phạt. Con người thì có sự khôn ngoan, có ý muốn, có tự do, nên là con người cũng có trách nhiệm với những việc mình làm. Nếu chúng ta làm tốt thì chúng ta hưởng được cái phần phước, mà chúng ta làm điều ác thì chúng ta cũng phải chịu hậu quả. Thánh Kinh cho biết tình trạng và số phận của loài người như sau. Một, hạnh phúc ban đầu. Thánh Kinh cho chúng ta thấy hạnh phúc ban đầu của loài người. Sau khi dựng nên loài người, Thiên Chúa cho ở trong vườn địa đàng. Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen, khiến mọc lên từ đất đai đủ mọi thứ cây, trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, là kiểu nói mô tả cuộc sống hạnh phúc ban đầu. Ở tình trạng nguyên thủy này, loài người có trí khôn minh mẫn, ý chí hướng về điều lành, không phải đau khổ và không phải chết. Dựa vào Kinh Thánh thì cho chúng ta thấy rằng là thuở ban đầu Thiên Chúa dựng nên con người, thì Thiên Chúa để cho con người sống trong vườn địa đàng, con người sống hạnh phúc với qua cái hình ảnh mà tất cả các cây cối chim muôn, tất cả mọi sự đều là rất là tốt đẹp. Thế nhưng mà ở giữa vườn thì có một cây biết lành biết dữ. Cái điều này để cho chúng ta thấy rằng để con người sống mãi hạnh phúc thì con người phải sống theo lề luật của Thiên Chúa, sống theo đường lối của Thiên Chúa. Ngày hôm nay thì cũng vậy thôi. Khi vợ chồng cùng sống theo đường lối của Thiên Chúa thì hạnh phúc. Nhưng mà nếu mà vợ chồng sống theo đường lối của thế gian thì trước sau gì thì cũng tan vỡ cả. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng là con người thuở ban đầu mới được dựng nên thì con người được sống trong vườn địa đàng và được hưởng hạnh phúc. Số 2, loài người sa ngã. Thánh Kinh thuật lại rằng Thiên Chúa đã đặt nguyên tổ Adam Eva trong tình trạng thử thách để ông bà có cơ hội tỏ lòng tuân phục Thiên Chúa và biểu lộ thái độ hiếu thảo của con cái.
tức là Thiên Chúa cũng đưa ra những cái cám dỗ, cụ thể là qua cái hình ảnh con rắn, đã cám dỗ ông bà là cứ ăn trái cấm đi, không có việc gì mà phải sợ. Thiên Chúa đưa ra cái cám dỗ này thì cũng là để thử lòng và cũng là thánh luyện tâm hồn của ông bà. Đấy. Để cho ông bà có cơ hội tỏ lòng tuân phục Thiên Chúa hay không, và biểu lộ thái độ hiếu thảo của con cái đối với Thiên Chúa. Hình ảnh con rắn và trái cấm mô tả cách bình dân cuộc thử thách đó. Ông bà đã sa ngã, căn bản tội phạm này là tạo vật không tuân phục tạo hóa. Thiên Chúa căn dặn ngày nào ăn trái cây đó ngươi sẽ phải chết. Ông bà biết đó là lệnh cấm nghiêm ngặt, nhưng Satan phỉnh gạt, không chết đâu. Thiên Chúa biết ngày nào ăn ông bà sẽ được bằng Thiên Chúa. Tội kiêu ngạo muốn bằng Thiên Chúa làm đảo lộn cuộc sống hiện tại và tương lai của ông bà và con cháu. Tức là Thiên Chúa để cho ma quỷ nó cám dỗ xem là ông bà có vâng lời Thiên Chúa không. Và thực tế cho chúng ta thấy là ông bà đã bị ma quỷ lừa gạt. Sâu xa là ông bà cũng muốn, cũng kiêu ngạo cơ, muốn được bằng Thiên Chúa. Ngày hôm nay cái tội kiêu ngạo cũng là cái tội lớn. Con người ngang nhiên làm những cái điều bất chánh, con người ngang nhiên làm phạm tội trước mặt Thiên Chúa, đây cũng là một cái sự kiêu căng trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta hãy cố gắng sống, đừng có thách thức Thiên Chúa, đừng có làm điều dữ trước mặt Chúa. Tội kiêu ngạo muốn bằng Thiên Chúa làm đảo lộn cuộc sống hiện tại và tương lai của ông bà và con cháu. Ông bà bị đuổi khỏi vườn địa đàng, phải chết. Điều tai hại nhất là ông bà và con cháu mất tình thuận thảo với Thiên Chúa, mất hy vọng sống hạnh phúc mai sau, phải trầm luân hỏa ngục đời đời. Kinh Thánh cho chúng ta biết thuở ban đầu Thiên Chúa dựng nên Adam và Eva, dựng nên con người được sống hạnh phúc. Và Thiên Chúa cũng thử lòng người qua việc để cho ma quỷ nó cám dỗ. Và ông bà cũng đã chiều theo ma quỷ, muốn bằng Thiên Chúa, kiêu ngạo muốn bằng Thiên Chúa. Và khi con người, mà hai ông bà rõ ràng là Chúa đã căn dặn rất là kỹ là không có được ăn cái trái cấm, thế mà vẫn cứ cố tình, thì là tức là ông bà đã chọn cái con đường đi cho mình, tức là chọn đi theo ma quỷ. Chính vì thế ông bà không còn được hạnh phúc nữa, phải chết, phải chịu đau khổ và phải chết. Ngày hôm nay con người của chúng ta cũng thế thôi. Chúng ta chịu đau khổ là bởi vì chúng ta mang tội. Chứ nếu chúng ta là các thánh thì chúng ta đâu có đau khổ. Nhưng mà vì chúng ta mang tội lỗi, chúng ta sinh ra đã là phạm tội rồi, tội tổ tông truyền rồi, nên là chúng ta sẽ phải chịu đau khổ. Số 3, tội phản bội Thiên Chúa của nguyên tổ Adam và Eva, gọi là tội tổ tông. Tội này tác hại khủng khiếp trên con cháu, mất vinh dự làm con chúa, không được thừa hưởng gia tài mai sau, làm cho lý trí tối tăm, ý chí suy nhược, tình dục nổi loạn. Chúng ta thấy ba cái ý này cũng rất là hay. Khi Adam và Eva phạm tội thì con cháu cũng mất luôn cái ân sủng, ân nghĩa với Chúa. Tức là bố mẹ đã chọn đi ra ngoài địa đàng thì con cháu cũng đâu còn được ở trong địa đàng nữa. Và với tội lỗi đã làm cho lý trí tối tăm, tức là sự khôn ngoan của loài người, cái nó không còn nữa. Ý chí suy nhược, ý muốn sống tốt nó cũng bị suy nhược. Người ta cũng có kiểu như là mệt mỏi, không muốn sống tốt. Rồi tình dục nổi loạn, những cái dục vọng nó nổi loạn, thúc đẩy loài người tiếp tục làm trái lệnh Thiên Chúa, kiêu ngạo, hà tiện, dâm ô, hờn giận, mê ăn uống, ghen ghét, lười biếng. Chúng ta thấy là đời cha ăn mặn đời con khát nước, khi mà bố mẹ sống không tốt thì là con cái cũng bị ảnh hưởng. Ông bà Adam và Eva phạm tội thì con cháu cũng sinh ra trong tội, và tội lỗi phá hủy sự thánh thiện của con người. Loài người càng đông tội càng lan tràn, tới độ Thiên Chúa phải thanh tẩy mặt đất bằng những tai họa. Ngoại trừ Đức Maria được Thiên Chúa gìn giữ làm mẹ đấng cứu thế sau này, còn tất cả loài người đều bị liên lụy bởi tội tổ tông, tất cả trở thành tội nhân trước mặt Thiên Chúa. Ngoại trừ mẹ Maria được Thiên Chúa gìn giữ không mang cái tội của Adam và Eva, còn tất cả loài người đều liên lụy đến cái tội này. Chúng ta sinh ra trong tội, và tội lỗi làm cho chúng ta suy nhược về đạo đức. Ngoại trừ Đức Maria được Thiên Chúa gìn giữ làm mẹ đấng cứu thế sau này, còn tất cả loài người đều bị liên lụy bởi tội tổ tông, tất cả trở thành tội nhân trước mặt Chúa. Có người hỏi, tại sao Adam và Eva phạm tội mà con cháu phải chịu lây? Thưa, vì Adam và Eva đứng đầu loài người, đại diện loài người. Nếu như Adam và Eva trung thành giữ luật Chúa, cả loài người được hạnh phúc.
Giờ đây ông bà bất tuân lệnh Chúa thì con cháu bị liên lụy là điều hợp lý. Mặt khác chính tội riêng của mỗi người làm tình trạng này trở nên bi đát hơn. Như thế loài người sinh ra ở trần gian này vừa mắc tội tổ tông vừa mắc tội riêng. Tức là chúng ta đã sinh ra theo giáo lý Công giáo dạy cho chúng ta sinh ra vì là con cháu của Adam, Eva, nên chúng ta sinh ra là chúng ta sinh ra trong tội. Bố mẹ phạm tội thì đương nhiên là đẻ con ra thì nó cũng là trong cái tội của cha của mẹ, rồi lại còn kèm theo cái tội riêng của chúng ta phạm nữa, lại làm cho tình trạng của chúng ta thêm nặng nề hơn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, với cá nhân con thì con cũng cảm thấy mệt mỏi với tội lỗi lắm. Con người xác thịt yếu đuối, nhiều khi chúng ta muốn làm điều lành chúng ta cũng rất là khó khăn. Tội lỗi nó như một cái gánh nặng đè nặng lên trên cái tâm hồn của chúng ta, khiến cho chúng ta cảm thấy rất là nặng nề khi làm những cái điều tốt. Rồi số 4, lời hứa cứu độ. Tuy nhiên lòng Chúa thương xót thật hài hà, nên sau khi tuyên phạt ông bà, Thiên Chúa phán một lời đầy hy vọng: ta sẽ gây mối thù giữa mi, tức là con rắn đó, con rắn đại diện cho ma Satan đó, và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, tức là ám chỉ đến Đức Giêsu, là dòng giống của Đức Mẹ sau đấy, sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào ngót nó. Lời này chỉ về người con của mẹ Maria là Đức Giêsu Kitô, đấng mà suốt thời cựu ước các ngôn sứ đã loan báo. Sau khi con người phạm tội thì Thiên Chúa cũng đã tỏ tình thương qua việc là cho Đức Giêsu đến, con của Ngài đến, và Đức Giêsu, chỉ một mình Đức Giêsu mới chiến thắng được Satan ma quỷ để cứu chúng ta thoát khỏi cái ách của Satan của ma quỷ. Đó là lời hứa cứu độ. Chúng ta nhớ lại bốn cái ý vừa rồi nè, tức là Kinh Thánh cho chúng ta biết là con người dựng nên thuở ban đầu được sống trong vườn Ê Đàng là hạnh phúc. Thế nhưng Adam và phạm tội nên là kéo theo loài người cũng liên lụy đến cái tội đó. Và tội lỗi làm cho con người trở nên nặng nề, tâm hồn trở nên nặng nề, và cộng với cả những cái tội riêng của mỗi người nữa thì càng làm cho tình trạng nó nặng nề hơn nữa. Thế nhưng chúng ta có một niềm hy vọng, đó là Thiên Chúa cho Đức Giêsu đến, và chính nhờ Đức Giêsu mà con người có thể chiến thắng tội lỗi. Rồi ba la mã bài học. Câu hỏi thứ nhất: Thiên Chúa đã ban cho nguyên tổ cuộc sống nào? Thưa, Thiên Chúa ban cho nguyên tổ Adam Eva cuộc sống được làm con Chúa và nhiều đặc ân khác. Câu hỏi thứ nhất: Thiên Chúa ban cho Adam Eva được làm con Chúa và nhiều đặc ân khác. Câu hỏi thứ hai: nguyên tổ Adam Eva có được hạnh phúc ấy mãi không? Thưa không, vì nguyên tổ đã trái lệnh Chúa ăn trái cấm nên mất hạnh phúc, chuốc lấy muôn vàn hậu quả tai hại cho mình và cho con cháu. Adam và Eva đã không hưởng hết được cái hạnh phúc đó khi đang trái cấm chống lệnh Thiên Chúa, nên là ông bà mất hết cái ân sủng và con cháu cũng mất luôn. Câu hỏi số 3, tội là gì? Thưa, tội là sự lỗi luật Chúa. Tội là sự lỗi luật Chúa và Hội Thánh trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Tội là chúng ta không đi vào đường lối của Chúa, chúng ta đi ra ngoài đường lối của Chúa, đi vào đường lối của ma quỷ, thì đấy là tội. Đấy là ba. Câu hỏi thứ tư: Thiên Chúa có thái độ nào khi nguyên tổ Adam Eva phạm tội? Thưa, Thiên Chúa đang nghiêm phạt nguyên tổ nhưng vẫn một lòng thương xót hứa ban đấng cứu độ. Đây là bốn câu hỏi nha. Thiên Chúa ban cho nguyên tổ cuộc sống nào? Tức là cuộc sống hạnh phúc ở vườn Ê Đàng. Nguyên tổ có giữ mãi được không? Và thưa không, nguyên tổ đã ăn trái cấm và đã mất cái quyền sống trong vườn Ê Đàng. Số 3 là tội là gì? Và thưa, tội là trái luật Chúa. Và thứ tư là Thiên Chúa có thái độ nào khi con người phạm tội? Thiên Chúa không để mặc con người sống trong tội, nhưng Thiên Chúa ban Đức Giêsu Con Một Thiên Chúa đến để cứu con người. Số 4, La Mã, thái độ sống. Xét bản thân, tôi thấy mình phạm nhiều tội lỗi, vậy tôi quyết chí sống khiêm hạ và thận trọng trong mọi cảnh huống để được Thiên Chúa thứ tha tội lỗi và xứng đáng hưởng ân cứu độ. Thái độ của chúng ta là chúng ta ý thức mình đã là con người sinh ra trong tội, thì chúng ta cũng có những cái tội chung, tội riêng, nên chúng ta cần phải sống khiêm tốn với lòng sám hối để nài xin Chúa thương tha thứ và giúp sức để cho chúng ta thoát khỏi tội lỗi. Thái độ của chúng ta là biết mình có tội và nài xin Chúa tha thứ, cũng như có những cái quyết tâm để sống mỗi ngày một tốt hơn. Số 5, cầu nguyện. Lạy Chúa, con không dám trách cứ nguyên tổ nữa, vì chính tội lỗi con cũng đáng Chúa luận phạt rồi. Xin Chúa thứ tha mọi tội lỗi của con, cho con biết cải thiện cuộc sống để xứng đáng hưởng ơn cứu độ.
chúng ta cầu nguyện lạy Chúa, chúng con biết là tổ tông chúng con cũng phạm tội, và chúng con ngày hôm nay cũng liên lụy trong tội, chúng con cũng phạm tội. Chúng con xin Chúa thứ tha tội lỗi cho chúng con, giúp cho chúng con có sức để cải thiện cuộc sống, để xứng đáng là con cái Chúa hơn. Đó là bài học ngày hôm nay. Con người sa ngã tội lỗi, và cũng chính lúc con người sa ngã tội lỗi thì Thiên Chúa cũng có lời hứa ban ơn cứu độ, tức là ban Đức Giêsu đấng cứu độ, tức là đấng đến để cứu giúp chúng ta. Đức Giêsu là đấng cứu giúp chúng ta chiến thắng cõi tội lỗi để có thể sống trở lại hạnh phúc của con cái Chúa ban đầu. Con xin hết lòng cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã cùng với con học hỏi giáo lý bài số 5.